sách biên khảo Thành ngữ điển tích, tác giả Diên Hương, người đọc Trân Châu. Các điển tích bắt đầu bằng chữ N. Nguyễn Bá Học, một cựu giáo viên, chữ Pháp cũng thông, chữ Hán cũng giỏi, mà cũng rành trong đàn ngôn luận, sinh năm 1857, mất năm 1921. Nguyễn Bỉnh Khiêm, hiệu Bạch Dân cư sĩ, tục gọi là Trạng Trình, người làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, tỉnh Hải Dương, sinh năm Tân Hợi đời Hồng Đức, vua Lê Thánh Tôn, đậu Trạng Nguyên năm Đại Chánh thứ 6, đời Mạc Đăng Doanh năm 1536. Sau làm Đông Các đại học sĩ được 8 năm thì dân sớ, hạch tất cả là 18 người lộng hoằng. Sau ông về trí sĩ ở Bạch Dân Am, thông thả du sơn ngoạn cảnh, vua Mạc vẫn kính trọng. Trong triều có chuyện chi trọng, vua cũng sai hỏi ông. Sau được phong Trình Quốc Công, ngày 28 tháng Giêng năm Ất Dậu thì ông mất, thọ được 95 tuổi. Thơ của ông còn truyền lại tập Bạch Dân Am thi tập. Ông lại tinh thông khoa lý số, buổi sanh tiền. Nhiều người đến hỏi ông việc tương lai thì ông nói đâu trúng đó. Nay còn truyền lại một tập sấm, người ta bàn chuyện hiện tại có nhiều chỗ đúng. Năm Quan Thiện năm 1516 đến năm 1522 đời Lê Chiêu Tông, Trịnh Mạc đương tranh quyền chém giết lẫn nhau. Ông có làm bài Cảm Hứng: Non sông nào phải buổi bình thời, thù đánh nhau chi khéo nực cười, cá vực chim rừng ai khiến đuổi, núi xương sông huyết thảm đầy vơi, ngựa phi ắt có ngày quay cổ, thú dữ nên phòng lúc cắn người. Ngán ngẩm việc đời chi nói nữa, bên đầm sai hát nhẫn nhơ chơi. Nguyễn Công Hãn làm quan thượng thơ đời chúa An Đô Dương Trịnh Cương. Năm 57, niên hiệu Khang Hy nhà Thanh, ông đi sứ Trung Hoa. Trước kia Lê Thái Tổ đánh quân nhà Minh, chém tướng Liễu Thăng ở Mã Yên thuộc Lạng Sơn bây giờ. Nhà Minh bắt ta phải đúc người vàng cống sứ mỗi năm. Ông đi không có người vàng, nói Liễu Thăng là tướng của nhà Minh. Mà bây giờ Trung Hoa được nhà Thanh gồm thâu, thì không lẽ còn đòi thường một quân thù của nước. Nhà Thanh bãi bỏ việc đòi người vàng từ đó. Lễ cống còn phải có một hũ nước lấy ở giếng Lo Thành để rửa ngọc trai cho người. Ông chỉ đem dâng nước giếng Ba Sơn, chừng thử không hiệu nghiệm, thì ông nói biết đâu chừng lâu ngày nước hết linh, thành thử cũng bãi bỏ việc dâng nước nữa. Đồ phẩm phục trong triều chính ông chế ra, đại triều các quan đội mũ phốc đầu là mũ cánh chuồn bây giờ, hai cái cánh cứng dương ra, ban sơ là hai sợi vải để buộc sau óc. Áo thì mặc áo bổ phục, có miếng hàng may thêm trước ngực và sau lưng, có thêm chim muông để phân định văn võ và thượng hạ. Đỏ là hạng thượng, xanh là hạng trung, tím là hạng hạ. Ngày thường thì văn chích khăn lăng cân, võ chích khăn yếm vĩ, mặc áo thanh cát có xẻ sau lưng, còn quan hạ cấp thì chích khăn chữ đinh. Nguyễn Công Hoàng, người làng Cố Đô, huyện Tiên Phong, tỉnh Sơn Tây, có tiếng là văn hay thời ấy, cùng Lê Anh Tuấn đồng thời, gặp thì thi khảo ở huyện. Ông Tuấn trúng nhất còn ông trúng thứ hai. Ông đem văn ra so sánh nhất định không chịu kém. Ông Lê ra làm quan, ông không chơi với nữa. Còn ông là Bá Lân, văn hay chữ giỏi, ông cứ nài thi với ông. Bá Lân nhún nhường chịu thua cha thì ông mắng chửi thậm tệ. Một hôm hai cha con bơi thuyền ra giữa hồ uống rượu, ông bắt Bá Lân phải làm thi đua với ông. Rao văn ai kém thì phải biện theo dòng nước. Thì xong ông xét văn ông kém, ông tự mình nhảy xuống sông. Bá Lân hối hả dớt ông lên, lại lục khẩn cầu hết sức ông mới chịu thôi. Bá Lân hồi chưa làm thượng thư có phạm tội, không phải ông Lê Anh Tuấn thì không ai gỡ ra. Bá Lân nói lại với ông thì ông mặc kệ, nhất định không đi nói giùm. Sau người nhà xúm lại khóc lóc ông mới chịu. Ông đi chân không đến dinh tể tướng lội ngang hồ mà vào chân cẳng lắm bùn lầy. Lê Công khăn áo chững chạc ra đón mời, ông chỉ nói: vì chuyện thằng bé nhà tôi nên phải đến phá khoáy cố nhân, một miếng nhận lời, giá trọng ngàn vàng tưởng không phải nói nhiều. Rồi quay quả ra đi, Lê Công cầm mấy cũng không ở lại. Nguyễn Công Trứ, tên chữ là Hy Văn, tự là Trọng Chiêu, thường gọi là Cụ Thượng Trứ, người làng Quy Diễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, thi đỗ giải nguyên khoa Bính Tý, năm 1816, đời vua Gia Long, trái thờ ba triều, Gia Long, Minh Mạng và Thiệu Trị. Cụ có tài thao lược, giữ chức quan văn mà đi đánh giặc mấy lần, làm quan tới tham tri, bị cách chức, sau lại được khôi phục, chìm nổi mấy phen. Miếu thờ cụ ở Tiền Hải và Kim Sơn hãy còn đôi liễn.
Sự nghiệp kinh nhân thiên hạ hữu, phong lưu đáo lão thế gian hy, thọ ngoài 80 tuổi, văn thơ và ca trù của cụ truyền lại còn nhiều. Bài than nghèo, chữa chán ru mà khuấy mãi đây, nợ nần gian díu mấy năm nay, mang danh tài sắc cho nên nợ, quen thôi phong lưu quá phải vai, quân tử lúc cùng thêm thẹn mặt, anh hùng khi sắp cũng khoanh tay, còn trời còn đất còn non nước, có lẽ ta đâu mãi thế này, non sông lẫn thẫn mây thu chày, đã từng tắm gội ơn mưa mốc, cũng phải xin sang hội do mây, hãy quyết phen này xem thử đã, sông còn túi trẻ chịu chi ngay, xưa nay xuất xứ thường hai lối, mãi thế rồi ta sẽ tính đây, điền viên thú nọ vẫn xưa nay, giang hồ bạn lữ câu tan hiệp, tùng cúc anh em cuộc tỉnh sai, tòa đá khương công đôi không cúc, áo xuân nghiêm tử một vai cài, thay bình vũ trụ càng thông thả, chẳng lợi danh gì lại quá hay, chẳng ai phiền lụy chẳng ai rầy, ngoài dòng cương tỏa chân cao thấp, trong thú yên hà mặt tỉnh sai, liếc mắt coi chơi người lớn bé, dễn rau bàn những chuyện xưa nay, của trời trăng gió kho vô tận, cầm hạt tiêu dao đất nước này. Màn chi sớm trở tối tàn bông, một nhánh trài trài giữa tiết đông, mưa mốc trời xuân chưa biết mặt, tuyết sương năm lạnh mới hay lòng, lý đào há để theo đòi kịp, mai trước chi cho sanh bản cùng, rừng cột nhà vua giàu có dũng, trưởng phu từ trước chức còn phong. Bài thanh nhàn, trời đất cho ta một chữ tài, dắt lưng dành để tháng ngày chơi, lỡ duyên với rượu không từ chén, nặng nở cùng thơ phải chuốc bài, cờ sẵn bàn son xe ngửa đó, đờn còn phím trúc tính tình đây, ai sai ai tỉnh ai thua được, ta mặc ta mà ai mặc ai. Nguyễn Cư Trinh, người Thừa Thiên, tên chữ là Nghi, hiệu Đảm Am, làm quan thời Võ Vương, năm 1738 đến năm 1765, có công to trong việc bình định mọi đáp vách. Văn ông còn truyền lại Nguyễn Sải Giải và Nguyễn Đạm Am thi tập. Nguyễn Du, người làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, tổ tiên làm quan với nhà Lê nên ông không chịu ra giúp Tây Sơn. Sau Gia Long Nguyên Niên năm 1802, Du vời mãi ông có ra giúp. Năm thứ 12 thăng lên cận chánh đại học sĩ, xung làm chánh sứ sang cống Trung Hoa, đến khi về thăng lễ bộ hữu tham tri. Năm Minh Mạng, Nguyên Niên có lệnh đi sứ Trung Hoa một lần nữa, nhưng chưa đi kịp thì mất. Năm 1820, văn chương quốc văn hay lắm. Trong lúc ẩn sĩ lấy sự chơi bời săn bắn làm vui, 99 ngọn núi Hồng Sơn chỗ nào cũng có đi đến, còn để lại một bộ Bắc Hành thi tập và quyển Kim Dân Kiều. Nguyễn Duy Thời, làm quan thượng thư, thời chúa Trịnh thường lấy lời ngay mà giáng chúa. Người ta còn nhắc một hôm vào chầu, thay trong phủ có một cái kiệu sơn son phết vàng không khác của nhà vua. Ông đứng coi rồi dùng ngá người vào trong kiệu cấm khẩu. Chúa sai đưa về phủ và biểu ngự y qua chẩn mạch. Sáng hôm sau ông vào khai rằng, thần hôm qua ngộ cảm đội ơn chúa thư tha. Nhưng mà cái kiệu của chúa, thần trót ốm đã nằm lên trên rồi, không tiệc tiến phụng nữa. Xin sẽ sắm cái khác đẹp hơn dân nộp trả. Chúa hiểu ý, không trách hỏi và cũng không biểu làm kiểu khác. Một hôm chúa ngự thuyền rồng kinh Lý Sơn Tây, tiện đường muốn ghé thăm luôn quê quý phi làng Mông Phụ. Ông ra trước phục lại tâu, bốn phương yên tĩnh, chúa không nên vì một người đàn bà mà làm nhọc ba quân, tốn hao của nước. Rồi kiếp truyền quân bơi thuyền trở lại, chúa cũng phải nghe theo hồi loan. Trong phủ ông có đặt một ngôi nhà tư chánh để lui chầu về nghỉ ngơi. Ở đó chỉ có hai đứa tiểu đồng hầu ông. Chờ phu nhân và hậu thiếp cũng chẳng được lai vãng. Một hôm có một cái án lớn, tội nhân phải bị tử hình. Vợ tội nhân đem của lót các nơi mà không được. Túng thế phải đón hai tiểu đồng của ông khóc kể, xin đem 2.000 lượng vàng lễ ơn. Quả mai có gỡ khỏi tội chết cho chồng. Tiểu đồng nói, không thể được. Vợ tội nhân này nỉ khóc lóc, tiểu đồng động lòng mới nói, thôi để thử xem. Chúng mới đem vàng vào nhà tư chánh để cạnh giường ông. Đêm khuya trong phủ về ông leo lên giường ngủ, đụng vàng rơi tứ tung. Ông liền đòi tiểu đồng đến hỏi, tiểu đồng cứ thiệt khai ngay và xin tội chết. Ông nghĩ một chập rồi hỏi, thế mụ ấy cho bay bao nhiêu?
bẩm 600 lượng, thôi ta cũng tha cho bay. Tử hình là án trọng mà vì một mối lợi 600 lượng, bày giam đem cái chết đương lấy, hoặc giả cũng có ý trời ở trong chăng. Thôi số bạc 2.000 lượng ta cũng cho bay luôn. Ngay lúc ấy ông lên xe đến gõ cửa cung, chúa cho vào hỏi chuyện gì. Ông hỏi, hôm qua có xét một cái án đã xử tội nhân phải án chết. Đêm nay nằm chiêm bao thấy con người đã quan ức, xin nhờ chúa xét lại. Chúa cười nói, để sáng mai vào chầu sẽ bấm có được không? Ông liền tâu, nhưng sợ thần để chậm chốc lát bị ý riêng nó thay đổi chăng? Rồi nhờ chúa phủ quỷ mà tội nhân khỏi chết. Nguyễn Đình Chiểu, người thường gọi là ông Đồ Chiểu, gốc ở làng Tân Khánh, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định, thi đậu tú tài năm Thiệu Trị thứ ba, năm 843 sau ông bị bệnh hai con mắt, lúc đó Pháp quân chiếm ba tỉnh trên, ông dời về Ba Tri dạy học trò. Văn nôm của ông còn để lại Lục Dân Tiên, trẻ già đều biết, và bài Điếu Lục Tỉnh Sĩ Dân, lời văn hùng hồn. Ông có một người con gái tên Nguyễn Thị Khuê, tự Sương Nguyệt Ánh, bề hán học chẳng nhường trai. Sĩ, lòng gồm kinh sử mấy mươi pho, vàng ngọc nào qua báo học trò, qua trai rừng nhu ra sức hái, nghe kình biển thánh ráng công mò, cầm văn theo dệt đời đời chuộng, mùi đạo trao dồi, bữa bữa no, gặp thở mài xanh xiên đọc sách, một nhà đều hưởng phước trời cho, nông, trải qua nắng hạ lúc mưa thu, cài cấy ghe phen sức giải dầu, cuôi ngửa lưng tình dài đám ruộng, làm ăn giữ bổn mấy con trâu, chuyên nghề hậu tắc nhà hàng đủ, giỏi việc mân phong nước chẳng sầu, nhờ gặp mùa màng trời đất thuận, cứ trăm giống thóc một tay thâu, công quá công máy móc ở đâu mà trăm thợ nhân gian kẻ ngốc ra, sao tỉnh đua làm nghề khéo léo, năm châu xăm đủ của xây xoa, màu tuồng đơn kép theo tình thế, mọi việc lau mau tại ý ta, máy tạo trong tay nào có dụng, chỉ lâm lương đóng nước cùng nhà, thương một câu thế lợi mở muôn nguồn, giàu có đua nhau việc ban buôn, các chợ sanh tài trăm họ nhóm, chiếc thuyền trực quá bốn phương luồn, trời cần yên tử không rơi dấu, cuốn sách đào công chẳng hết tồn, chờ giá một mai mai gặp giận, ra giàu biết mấy của ngàn muôn. Bài Điếu Lục Tỉnh Nam Kỳ Sĩ Dân văn: hỡi ôi tuổi phận biên minh, câm lòi gian tặc, ngoài sau tỉnh hay gửi câu an đổ, dân nhờ chúa đặng lẽ sông vui, trong một phen sao mắc chữ lục trầm, người vì nước rủ nhau chết ngặt, nhớ linh xưa tiếng đồn trung nghĩa đến xa, thì giữ can thường làm chắc, từ thở tay qua cướp đất, xưng tân trào gây nở quan cù, chẳng qua dân mắt nản trời, hoài cũ chúa mang lời phán trắc, các bậc sĩ công nông cổ, liền mang tay với sung song tâm, mấy nơi tổng lý xã thôn đều mắc hải cùng cờ tam sắc, bọn tam giáo quen theo đường cũ, riêng thang bất hạnh lâm nghèo, bày cũ lưu cứ giữ nghề xưa, thầm tuổi vô cô chịu cực, phạt cho đến người hèn kẻ khó, thâu cả quay treo, tội chẳng tha con nít đàn bà, đốt nhà bắt giật, kế mười mấy năm trời khốn khó, bị khảo, bị tù, bị đài, bị giết, trẻ già nghe nào xiết đêm tên, đem ba tắc hơi mõn bỏ liều, hoặc sông, hoặc biển, hoặc núi, hoặc rừng, quen lạ thải đều rơi nước mắt, kha thương thai, dân xa nước lửa chày ngày, giặc khép mở dầu hết sức, đành những kẻ cha thù anh quan, nhảy vô dòng báo ứng đã cam, cực cho người vợ yêu con cô, gây những đoạn thảm sầu không dứt, mang mát trăm chiều tâm sự, song những lo trả nở cho đời, phui pha một mảnh hình hài, thác rồi bỏ làm phân cho đất, nghĩ nổi anh hùng nạn nước, bãi khô lâu nào thấy kẻ khóc than, tưởng câu danh lợi luôn đời, trường quỷ lũy mặc dầu ai nao đức, thời lòng nghĩa dân thảo với ngô quân, tiếng nghịch đảng lỗi cùng địch dứt, gần cung nôn xa đại hải, mau thay trôi nổi ai nhìn,
hàng cai đổi bực quán cơ, xương thịt rã rời ai cất. Sông thời chịu tuyết sương một góc, khó đem sừng ngửa hẻn quy kỳ. Thác rồi theo mưa ngút biểu muôn trùng, khôn mượn thơ nhàn đem tin tức. Thấp thoáng hồn qua bông quê, lòng cô hương gửi lại bông trăng thu. Bơ vơ nước quỷ non ma, hơi âm sắc về theo luồng gió bất. Như giấy thời xô dẫu theo sao nẻo luân hồi, khí sao để trăm năm quốc ức. Trời gia định ngày chiều ráng sáng, âm hồn theo cơn bóng ác giật giờ. Đất biên hòa đêm văng sao lờ, quan quỷ nhóm họn đèn thần heo hắt. An Hà quận đương khi bạch trú, gió cây dục thổi các bụi bay con trúc dãy bên thành. Long tường giang mỗi lúc hoàng hôn, khơi nước sông mờ. Lửa đơm nhang binh ma chèo dưới vực, ôi nhìn mấy chẳng cờ lao trong sấm. Mỉa mai trận nghĩa gửi binh tình, thảm đòi ngàn ngựa do xe mây. Mường tưởng vong linh về chiến lật, người lạc phách theo miền giang hải. Cung ngao lầu thẫn đành một câu thê phù trầm, kẻ du hồn ở cõi sơn lâm. Lũy kiến đồn ông còn bốn chữ âm dương phưởng phất. Trời đất ơi sông mưu cho an, thác sao rằng bức. Dẫu sông thấy ngọn cờ điếu phạt, phận thần dân đâu chẳng toan còn. Chưa kịp nghe tin trong an dương, nghĩa quân phủ nào dè thác mất. Hoặc là sợ như đất triêu tần mổ sở, cuộc can qua sông ở cũng ghê mình. Hoặc là lo như trời nam tông bắc kim, đường binh cách thác đi cho khuất mắt. Tiếc non nước ấy nhân dân giường ấy, gây sự này nào thấy phép tẩy quan. Biết cha mẹ đâu tộc lõi ở đâu, chảnh tình đó mới ra ơn điêu trước. Tuy uổng mạng hãy chờ khi sắp mạng, sẵn dòng quá bao dân dương. Sông quan hồn chưa có kẻ chiêu hồn, khiên tâm linh bài bức tức. Nhớ phận ao cơm đất nước trọn mấy năm ngông cổ trong quan, so bề mồ mã ông cha còn hơn đứa đành lòng theo giặc. Đến nay cam cảnh Nam Trung, trách lòng tạo vật. Dĩ như sĩ sanh đời đông tấn, nay đến hồ mai dẹp yết. Thời phơi gan trong đâm tinh chiên, nào phải dân ở cõi ô yên. Sớm đầu hạ tôi đầu liêu, mà trây mau bên đường kinh cức. Phải trời cho mượn căn quyền phá lỗ, Trương Tân Quân còn cuộc nghĩa binh. Ít người đặng xem tấm bản phong thần, Phan học sĩ hết lòng bố quốc. Muôn dặm giang sang triều thánh đó, giang sang còn hơi chánh đều còn. Ngàn năm hồn phách nạn dân này, hồn phách mất tiếng quan nào mất. Dẫu đặng ôn nhuần khô cốt, cơn trị bình mới thay đảo dương. Muốn cho phép gia linh hồn buổi ly loạn khôn cầu kinh Phật. Ôi trời xuống nàng quỷ răng mây năm, người uống dẫn xuôi vàng lắm bực. Kiển nam hổ phơi màu hoa thảo, động tình quang nửa ua nửa tươi. Cõi Tây Thiên theo bức dân hà, kết hơi quang chẳng thưa chẳng nhạt. Ngày gió thổi lao sao tinh giả mã, thoạt nhóm thoạt tan, thoạt lui thoạt tới như tuồng bán giảng tinh binh. Đêm trăng lờ déo dắt tiếng đề quyên, giường hờn giường mến, giường khóc giường than, đòi đón tỏ tình quan khúc. Xưa nghe có bến sông Dĩ Thủy, lấy lễ nhân đầu tê đảng hồn quan. Nay biết đâu bãi cát Trường Sa, mở cuộc âm phủ, đổ bè quỷ ức. Đốt lợn nhang trầu trời đất chứng, chúc gọi là làm lễ giáng vong. Đọc bài văn tê quỷ thần soi, xin hộ đo theo đường ẩm chất.